Xin chào các thầy cô. Hôm nay đã là buổi thứ 3 tôi đến đây và tiếp tục chia sẻ với thầy cô về những phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Ở những buổi trước, thầy cô đã áp dụng thành công các phương pháp mà tôi chia sẻ ở lớp học của mình chưa ạ? Tôi rất hy vọng những kinh nghiệm nhỏ bé của mình sẽ giúp thầy cô tạo nên một lớp học hạnh phúc. Buổi hôm nay, tôi xin tiếp tục chia sẻ với thầy cô phương pháp dạy một chủ đề trong dạy học tâm lý trẻ em, đó là tôn trọng sự khác biệt. Tại sao tôi lại lựa chọn chủ đề này? Thưa thầy cô, tổ chức UNESCO đã từng đưa ra một vấn đề hoàn toàn đúng, đó là mỗi người phải biết sống với người khác cũng như phải biết sống là chính mình. Nhưng tôi nhận thấy cả hai điều đó dường như còn khó khăn với chúng ta hiện nay. Do văn hóa truyền thống, gia đình truyền thống chưa tạo điều kiện cho mọi người phát triển bản thân mình, thành ra mọi người bị hướng theo một khuôn mẫu nào đó nên cách nhìn nhận của mọi người thường yêu quý hoặc thích những ai gần giống như mình mà thôi. Điều đó thể hiện rõ, ví dụ như là bố mẹ muốn con cái phải theo ý mình, con cần phải học môn này, con cần làm nghề này, hay con hãy mặc bộ quần áo này đi. Nên đôi khi trẻ con sẽ không thích những bạn mặc quần áo không đẹp, hay không chơi với những bạn bị khuyết tật, hoặc chê bai những bạn nhà nghèo khó. Hoặc với những học sinh lớn hơn thì thể hiện những thái độ không tốt với những người khác mình. Và điều đó thì còn tồn tại ở ngay cả người lớn của chúng ta. Chính vì thế, điều quan trọng là cần sự giáo dục của các thầy cô trong nhà trường để các em thay đổi suy nghĩ và nhận thức của mình. Vậy, có cách nào để triển khai được một tiết dạy hiệu quả với chủ đề này? Tôi xin lấy luôn một bài học cụ thể cùng tên, đó là Tôn trọng sự khác biệt. Đây là bài học trong cuốn sách Tâm lý học đường lớp 4. Ở đây, tôi sử dụng 3 phương pháp, đó là sử dụng ẩn dụ trong dạy học, kỹ thuật biến thể của kỹ thuật khăn trải bàn và phương pháp dạy học nhóm. Phương pháp dạy học ẩn dụ chính là sử dụng hình thức kể một câu chuyện, qua đó giáo dục, khuyên bảo hoặc tạo động lực cho học sinh về một vấn đề nào đó. Tôi thường sử dụng phương pháp này cho phần giới thiệu bài học. Mục đích: tôi sử dụng phương pháp này giới thiệu và đưa các em vào bài học một cách nhẹ nhàng, thú vị. Nếu tôi giới thiệu ngay với học sinh rằng hôm nay cô trò ta sẽ học chủ đề tôn trọng sự khác biệt nhé, thì học sinh sẽ rất khó hiểu, các con không hiểu là tôn trọng sự khác biệt là như thế nào, và các con mơ hồ, không có hứng thú với bài học. Vì vậy, tôi đã sử dụng phương pháp ẩn dụ này như sau. Bước 1, giáo viên tương tác với học sinh một cách tự nhiên và bắt đầu kể câu chuyện. Bước 2, giáo viên hỏi về nội dung câu chuyện và thông điệp mà câu chuyện muốn gửi gắm tới học sinh là gì. Bước 3, từ ý học sinh trả lời, giáo viên sẽ tóm ý, dẫn dắt vào bài. Ví dụ, tôi sẽ tương tác tự nhiên với học sinh để bắt đầu một câu chuyện kể như sau. Xin chào các em! Bây giờ chúng mình muốn học luôn hay muốn nghe cô kể một câu chuyện nhỉ? Khi đấy tất nhiên học sinh sẽ hào hứng trả lời là chúng con muốn nghe một câu chuyện ạ. Và lúc đấy tôi sẽ kể câu chuyện cho các con nghe. Câu chuyện ở đây tôi kể ngày hôm nay là bút sáp màu đen. Phần kể câu chuyện này thì các thầy cô có thể kể trực tiếp hoặc các thầy cô có thể ghi âm trước câu chuyện kết hợp với các hình ảnh chiếu slide và chiếu lên cho các con thì cũng đạt hiệu quả rất cao. Đó là câu chuyện kể về những cây bút sáp màu mà nhân vật chính là cây bút sáp màu đen. Mỗi bút sáp có một màu khác biệt và vẽ nên những thứ rất riêng, rất đẹp. Tuy nhiên, vì là màu đen nên sáp màu đen bị các bạn sáp màu cho rằng một bức tranh đẹp mà thêm màu đen vào thì rất là xấu. Nếu sáp màu vàng có thể vẽ ra những chú bướm xinh xắn, sáp màu hồng vẽ ra được những bông hoa, thì bút sáp màu xanh lá cây sẽ vẽ lá cho hoa tulip, sáp màu xanh lõn chuối sẽ vẽ lá cho hoa cúc, còn sáp màu nâu thì vẽ đất, sáp màu xanh trương vẽ nước vẽ trời. Tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động với hoa lá rực rỡ. Nhưng riêng chỉ có sáp màu đen, khi muốn được vẽ thì các bạn sáp màu khác nói chúng tớ không cần màu đen đâu và không cho sáp màu đen chơi cùng. Tuy nhiên, khi các bạn sáp màu khác mải chơi, vẽ nguệch ngoạc trên một bức tranh, khiến bức tranh có quá nhiều màu sắc rối mắt. Khi đó, sáp màu đen xuất hiện và tô nền toàn bộ bức tranh bị các bạn sáp màu khác làm hỏng, thì đã tạo nên một bức tranh pháo hoa rực rỡ, đẹp ơi là đẹp. Lúc này, các bạn sáp màu nhận ra rằng màu đen cũng tuyệt thật nhỉ? Sau khi kể xong câu chuyện, thì tôi hỏi các con, câu chuyện này muốn nói với các con điều gì? Và học sinh đã trả lời tôi rằng, mỗi người đều có một điều khác biệt rất riêng và đó là nét đẹp riêng của họ ạ. Từ những ý kiến của học sinh, tôi sẽ bắt vào bài. Đúng rồi các con ạ, xung quanh chúng ta có rất nhiều người với những điều khác biệt rất riêng. Vậy cụ thể điều khác biệt đó là gì và chúng ta nên có thái độ như thế nào?
cô trò chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay nhé. Vậy các thầy cô có đặt câu hỏi là ở đây tôi đã sử dụng ẩn dụ ở đâu không ạ? Thưa thầy cô, chính là câu chuyện đó ạ. Qua việc kể câu chuyện thì tôi đã giới thiệu bài học một cách rất đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng đồng thời qua câu chuyện này thì đã truyền tải đến các em, giúp các em mường tượng được về nội dung của bài học, giúp các em hiểu hơn về khái niệm tôn trọng sự khác biệt. Và đặc biệt, cái kết của câu chuyện cũng như một gợi ý về việc các con sẽ cần tôn trọng sự khác biệt mà nó sẽ là nội dung của phần bài học ngày hôm đó. Thầy cô có thể thấy ẩn dụ xuất hiện ở nhiều nơi, ở hầu hết các câu chuyện, chỉ là ta có để ý đến nó hay không. Mục đích cuối cùng của phương pháp ẩn dụ là để cho mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn. Thay bằng việc giáo viên sẽ nói với học sinh, hôm nay ta học bài tôn trọng sự khác biệt nhé, thì giáo viên đã kể một câu chuyện có nội dung liên quan. Và đó chính là ẩn dụ. Vậy khi sử dụng phương pháp này thì thầy cô hãy sưu tầm cho mình những câu chuyện, những mẩu chuyện ý nghĩa để có thể làm kho tài liệu cho mình. Những câu chuyện ví dụ như ở trong Quà tặng cuộc sống, Hạt giống tâm hồn, Chuyện cười hay Chuyện tiếu lâm, tất cả đó đều là ẩn dụ. Ẩn dụ có tác động cực mạnh, nó có tác động đến suy nghĩ của con người, giáo dục con người. Đôi khi ta đi thẳng vào vấn đề thì sẽ rất là khó, nhưng sử dụng phương pháp ẩn dụ qua một câu chuyện thì là điều hoàn toàn có thể làm được, và học sinh sẽ cảm nhận được, nhớ lâu hơn. Thầy cô chỉ cần lưu ý một chút là không nên chọn câu chuyện quá dài và nên chọn câu chuyện phù hợp cho từng hoàn cảnh. Phần thứ hai, tôi xin giới thiệu với thầy cô kỹ thuật biến thể của kỹ thuật khăn trải bàn. Thưa thầy cô, nếu ở phần giới thiệu bài tôi đã sử dụng phương pháp ẩn dụ thì hoạt động tiếp theo của bài học tôn trọng sự khác biệt, tôi sẽ tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm nhờ vào kỹ thuật biến thể của kỹ thuật khăn trải bàn. Dựa vào một hoạt động trong sách, tôi nghĩ sẽ rất thích hợp nếu sử dụng kỹ thuật biến thể của kỹ thuật khăn trải bàn mà tôi sẽ trình bày sau đây. Mục đích tôi sử dụng phương pháp này vì nó giúp cho hoạt động nhóm có hiệu quả hơn. Mỗi học sinh đều phải đưa ra ý kiến của mình về chủ đề mà cả lớp đang thảo luận, không ỷ lại vào các bạn học khá giỏi. Kỹ thuật này hoàn toàn phù hợp khi áp dụng cho hoạt động nhóm với một chủ đề nhỏ trong tiết học hay toàn thể học sinh cùng nghiên cứu về một chủ đề nào đó. Thầy cô có thắc mắc tại sao tôi lại gọi là kỹ thuật biến thể của kỹ thuật khăn trải bàn không ạ? Là vì với kỹ thuật khăn trải bàn như thầy cô đã biết, đó là để tổ chức được thì thầy cô cần phải chuẩn bị một tờ giấy A0 và chia ra giống như hình. Học sinh sẽ phải quay vào nhau, ngồi xung quanh và viết tổng hợp ý kiến của mình vào bốn góc. Đúng không ạ? Sau đó thì nhóm sẽ tập trung ý kiến của nhóm vào giữa của tờ giấy. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện thì bản thân tôi cũng cảm nhận rằng có một số khó khăn như đôi khi sẽ không thể chuẩn bị được giấy A0, hoặc không gian lớp học, bàn ghế, học sinh quay vào nhau thành bốn góc thì cũng khó khăn, và việc viết ý kiến tổng kết vào giữa cũng khiến cho học sinh gặp bất tiện. Vì vậy, kỹ thuật biến thể này sẽ giúp tôi giải quyết được vấn đề đó. Tôi sẽ chỉ cần dùng một tờ giấy A4 và các tờ giấy nhớ. Mỗi nhóm sẽ gồm 4 học sinh. Giáo viên sẽ phát cho mỗi học sinh một tờ giấy nhớ. Sau đó thì học sinh sẽ viết ý kiến cá nhân của mình lên tờ giấy nhớ và viết tên ở đằng sau tờ giấy. Cuối cùng, nhóm sẽ tổng hợp 4 tờ giấy của các thành viên dán lên tờ giấy A4 như hình. Và phần dưới của tờ giấy chính là nơi để nhóm tổng kết ý kiến của mình. Như vậy, các con cũng không cần thiết phải quay vào với nhau và việc viết cũng dễ dàng hơn. Vậy việc làm như thế này sẽ vừa tiết kiệm, dễ thực hiện và phù hợp với mọi không gian của lớp học, đúng không ạ? Cụ thể từng bước cho hoạt động này như sau. Bước 1, giáo viên giao nhiệm vụ. Ở đây, tôi đọc yêu cầu cho hoạt động nhóm đối với các con. Hãy đưa ra ý kiến cho tình huống giả định sau. Nếu một ngày tất cả mọi người đều giống nhau về vẻ ngoài, sở thích, tính cách, quan niệm thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào? Ở phần này, tôi hướng dẫn học sinh có thể sử dụng sách Tâm lý học đường lớp 4 làm tài liệu tham khảo. Bước thứ 2, giáo viên sẽ chia lớp thành các nhóm 4. Ở đây, thầy cô có thể chia thành các nhóm 6. Các tờ giấy nhớ có thể dán chồng lên nhau, không có vấn đề gì cả. Và mỗi nhóm sẽ được giao thêm một tờ giấy A4. Các thành viên sẽ ghi ý kiến của mình vào tờ giấy nhớ, ghi tên của mình vào đằng sau. Và phần này thì cho các con thời gian là 2 phút. Các thầy cô có thể cho thời gian nhiều hơn tùy vào từng hoạt động. Bước thứ 3, cho học sinh tổng hợp lại, thời gian 3 phút. Và bước 4, các nhóm sẽ báo cáo và giáo viên là người nhận xét. Phần 3 này tôi xin giới thiệu với thầy cô kỹ thuật dạy học tiếp theo, đó là kỹ thuật dạy học nhóm 3x3. Mục đích
Tôi sử dụng kỹ thuật này nhằm lấy thông tin, ý kiến từ các em và huy động sự tham gia tích cực của học sinh. 3 lần 3, tùy vào từng bài học, nghĩa là các em sẽ viết ra, ví dụ như 3 điều tốt, 3 điều chưa tốt và 3 đề nghị cải tiến. Hay 3 điều em muốn biết, 3 điều em sẽ làm và 3 điều em mong muốn. Nhưng với bài tập này thì tôi sẽ áp dụng phương pháp kỹ thuật 3 lần 3 như sau. Cách tiến hành của kỹ thuật này như sau. Bước 1, giáo viên giao nhiệm vụ. Em hãy viết 3 điều mô tả một số biểu hiện của việc không tôn trọng người khác. Viết 3 điều giải thích tại sao cần tôn trọng người khác. Và cuối cùng là 3 hành động cụ thể thể hiện việc tôn trọng người khác. Và giáo viên gợi ý cho các con học sinh là các em có thể dựa vào sách làm tài liệu tham khảo ở phần này. Bước thứ 2, học sinh phát biểu, thảo luận về các ý kiến phản hồi. Và bước thứ 3, tổng kết từng phần. Liên hệ phương pháp. Vậy thì cô có thấy không ạ? Đây chính là kỹ thuật 3 lần 3. Nhờ kỹ thuật này thì tôi đã lấy được ý kiến của các em cho cả 3 hoạt động. Đó là hoạt động quan sát, nhận biết và ứng xử. Vậy sử dụng kỹ thuật này thì giáo viên có thể kiểm soát được các hoạt động của buổi báo cáo và tránh trường hợp mất trật tự, thiếu tập trung của học sinh, đồng thời sẽ rèn luyện cho học sinh được kỹ năng lắng nghe và góp ý tích cực. Thưa thầy cô, phương pháp này khá là dễ thực hiện. Khi cho học sinh đọc theo phương pháp này thì thầy cô nên quy định thời gian rõ ràng, yêu cầu học sinh lắng nghe, góp ý cho bạn. Và nếu học sinh có nhiều hơn 3 ý kiến thì thầy cô hãy vẫn cứ khuyến khích các con nhé ạ. Chứ không nhất định là các thầy cô bắt buộc các con phải dừng lại ở 3 ý kiến 3 lần 3. Nếu như các con có 4 ý kiến, có 5 ý kiến thì các thầy cô có thể gọi tên nó là phương pháp 4 lần 4, 5 lần 5 chẳng hạn, đúng không ạ? Nó chỉ là cái tên gọi thôi. Còn cách thức thầy cô thực hiện và sử dụng với các con trên lớp mới là điều quan trọng nhất ạ. Vâng, phương pháp 3 lần 3 cũng là phương pháp cuối cùng tôi giới thiệu trong buổi chia sẻ hôm nay. Tất cả những gì tôi chia sẻ là dựa trên trải nghiệm cá nhân của bản thân mình. Trong buổi chia sẻ phương pháp này, bài học mà tôi sử dụng để minh họa cho các thầy cô là nằm trong cuốn sách Tâm lý học đường lớp 4. Đây là cuốn sách nằm trong bộ sách từ lớp 1 đến lớp 9. Tại sao tôi lại chọn cuốn sách này? Thưa thầy cô, đây là một bộ sách rất hay, được biên soạn theo hướng đồng tâm xoắn ốc, theo 8 nội dung phù hợp với từng khối lớp, dựa trên chuỗi quan sát, nhận biết, ứng xử và trải nghiệm. Học theo bộ sách, học sinh sẽ được nâng cao các chỉ số cảm xúc, chỉ số vượt khó, trí thông minh sáng tạo và đặc biệt là khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nhờ đó giúp các em hình thành năng lực hành vi và cách ứng xử có văn hóa. Trong quá trình giảng dạy, thầy cô có thể sử dụng bộ sách này làm tài liệu tham khảo ạ. Rất vui và hẹn gặp lại các thầy cô vào buổi hôm sau ạ.